không hiểu sao quay ở trên cái quay live stream này thì nó dập, mà quay ở trên này thì thấy nó rõ thế. Anh học viên ở ngoài Nha Trang, đợt qua học em ở ngoài đi ra Quảng Bình học chung với em, xong rồi đợt qua em thả cây 160 bay lên, ông cũng ăn được cây đấy từ dưới bay lên. Nói chung là em đi thế nào thì em chia sẻ anh em thế nào thì chắc anh em trải nghiệm mấy em là chắc là cũng hiểu rõ. Em ngồi chơi với anh mấy ngày, chơi với anh 2 ngày 3 ngày rồi đúng không? Hay đến nhà đó. Tài khoản thật này, phải đúng không? Đúng rồi, chơi cho lớn. Đúng không? Đấy. Học hỏi thật. Đúng không mà? Em đánh rất là nhàn đấy, em nói thẳng đấy. Rồi toàn là ngồi coi phim rồi nhìn ngó các thứ. Cái mà anh em mình cần nhất ở trong thời gian đầu của thị trường giao dịch Forex không phải là anh em mình vào và anh em kiếm tiền đâu. Bởi vì vấn đề nhà anh em hiểu cái gì trong cái thời gian đấy để mà kiếm tiền. Anh em thử suy nghĩ. Có cái giá trị nào trong đấy để mà anh em hiểu mà anh em vận dụng được mà kiếm tiền. Kiến thức đòi mà ra mà lấy được ra tiền khi mà kiếm tiền ngay tại lớp à? Hay là học xong rồi thầy bao lỗ, thầy bao cho mẹ tài khoản thầy lỗ luôn. có đúng à? Đó, cái này thì cấp trở thành ngày của tôi viết để trở nên không gian âm nhạc. Anh em cần phải đánh giá lại cho thật kỹ. Có anh thấy không? Em nhận định từ thị trường chứng khoán. Đúng không? Ngày nó còn ngày nó vẫn xuống. V39 à. Rồi, cho anh em thấy nha, ở trên website. Lệnh đưa cho mọi người là từ sáng sớm chứ không phải từ tối mịt. Khi mà giá chạy xong rồi mới ra, mọi người nhìn là mọi người phải thấy nó hoàn toàn khác. Làm gì có. Này, giá cho trước chưa? Nè, hôm qua cho các nguồn đầy đủ hết chưa? Đó, hôm nay cho chưa? Cho trước thời gian nữa. Chứ không phải là nhà để nó xảy ra rồi mới cho. Chính vì thế nhỉ, khi mà anh em vào trong thị trường Forex này, là anh em đi học của bất kỳ chỗ nào ấy, anh em không được quyền là nhỉ, lao vào thị trường. Bản thân anh em đây là hiểu được cái kiến thức để vận dụng như thế nào. Có đúng không ạ? Rồi anh em hiểu về thị trường như thế nào, anh em mình đã thì nhỉ, có được những cái vấn đề nhỉ, ở trên thị trường này anh em chưa hiểu được về kiến thức, chưa hiểu được về thị trường, chưa có những cái trải nghiệm về tâm lý, làm sao có khả năng để anh em mình quản trị được vấn đề nhà nguồn vốn. Ba cái này nó tác động đến cái nguồn vốn rất là lớn. Mà khi không có được thời gian để trải nghiệm, không có được thời gian để trải nghiệm ba thứ này trên thị trường ấy, là anh em mình không thể nào vào đây anh em mình vận dụng các cái nguồn vốn khác nhau trên thị trường. Mà trong những cái nguồn vốn này thì anh em phải hiểu rõ một thứ này nhỉ. Nó có hai giá trị là gì nhỉ? Vận dụng nguồn vốn nhỏ để tạo ra giá trị lớn, hay là vận dụng nguồn vốn lớn để tạo ra giá trị nhỏ. Nếu mà một người vào trong thị trường ấy mà vận dụng được nguồn vốn nhỏ để tạo được ra giá trị lớn, là người đấy phải có kỹ năng giao dịch cực kỳ lớn hoặc là kỹ năng về đầu tư. Có đúng không? Còn một người để mà vận dụng một nguồn vốn lớn để tạo ra những hiệu suất nhỏ ấy, là khác hẳn những cái, bởi vì họ sẽ chọn những cái quãng đường để họ đi khác, bởi vì vận dụng cái nguồn vốn lớn để đánh khối lượng nhỏ có thể họ đánh dài hạn với nó. Còn đâu mình bây giờ nguồn vốn 1.000 và kiếm 1-2.000 đô một tháng, 30% một tháng, em nói hẳn đấy là trò hề thiên hạ. 1.000 đô kiếm 30% một tháng mới có 300 đô thôi, 300 đô đủ anh sống không? Không. Vậy thì anh đi học cái khóa học 1.000 đô để làm cái gì? Anh em mình bỏ tiền ra 1.000 đô đi học, hoặc là gì nhỉ, 50 triệu đi học một khóa, là anh em học để gì? Để anh em mình tích lũy một thứ để nhỉ, những trải nghiệm trong đầu tư, để khi mà anh em hiểu rõ, định hình được rõ thị trường đấy rồi, thì lúc đấy anh em mình mới quyết định nguồn vốn này anh em mình phân chia thế nào, để anh em mình trích cho một khoản, anh em ngồi tính toán các cơ hội để anh em rót vốn tại những thời điểm khác nhau cho nó đúng. Có đúng không? Không có thời gian trải nghiệm ở trên thị trường, không hiểu được đâu là gì nhỉ, lúc để mà mình rót vốn vào thì lấy giá trị gì ra để anh em mình có thể là
biết được những cái rủi ro tiềm ẩn ở trong đó. Có đúng không ạ? Ví dụ như là anh làm ở bên gì? Vệ sinh à? Môi trường à? Anh làm bên môi trường anh hiểu được vấn đề về bên những cái hóa chất độc hại thế nào đúng không? Anh em mình có làm đâu mà biết. Có đúng không? Cùng nhất là cái người nào mà đi làm mà về hóa chất à? Xin lỗi nha. Để mà nó vào trong khách sạn để mà nó xài ba cái kem đánh răng ở trong khách sạn nó không dám xài đâu. Mấy cái tuyếp đánh răng kem đánh răng ở trong khách sạn ai mà nó dám xài? Nó sợ lắm nha, nó phải ra nó ngoài tiệm nó mua đúng cái đấy. Người nào mà bán cà phê bẩn ấy, đổ ra ngoài đường mà dám uống cà phê. Có đúng không? em thề một câu luôn. Còn đâu nhà ông nào mà bán chuyên bán chè bẩn, xin lỗi ra ngoài đường mà bố bảo dám uống chè, tại vì nó biết vấn đề trong đấy rồi, sợ ở trong đấy rồi. Có đúng không? Đấy, chính vì thế nhỉ, trong những cái khoảng thời gian mà anh em để mà trải nghiệm thực tế trên thị trường này, anh em không phải bước ban đầu không phải là anh em ra kiếm tiền. Em đây là em khuyên thật tình nha. Mà anh em phải hiểu được thế nào là nhỉ? Giữ được tiền. Bởi vì giữ được tiền thì mới có được các cơ hội, mới để mà tỉnh táo để mà nhìn nhận được những cái sai lầm của mình ở trên thị trường. Còn không giữ được tiền ấy là không thể nào nhìn nhận đánh giá được các cái cơ hội khác nhau trên thị trường. Chỉ có một thứ thì nhỉ, cứ thế ném tiền, có bao nhiêu vốn đến mà cứ thế ném ra ngoài thị trường. Có phải anh đến học với mình đâu, anh đến là anh tìm hiểu đúng không? Chứ nếu mà mình chia sẻ về những cái giá trị về đầu tư, anh không nhận định được còn lâu hay xuống dù chỉ là 1 triệu, có đúng không? Rồi mình phải chứng minh được cho anh thấy là bây giờ tao nói là tao kiếm được 100.000 đô thì mình phải chứng minh bằng tài khoản cho anh thấy cái điều đó thì anh mới xuống tiền học chứ. Chứ bây giờ mình nói bây giờ cái ủy ban nhân dân thành phố của mình, anh tin anh bỏ tiền ra mua thì anh chết chứ ai chết, có đúng không? Tất cả mọi thứ trên bất kỳ thị trường nào đó anh em mình đều phải có chứng minh. Và gì nhỉ, mọi người không tin mọi người sẽ theo dõi cái này cho em này. Đây là một cái thằng mà này nhỉ, nó ở trên cái kênh Facebook đâu kênh YouTube á, nó vào trong cái kênh của mình xong rồi bắt đầu nó đưa lên thì nhỉ, nó là trader này, cho anh em đọc cho kỹ nhá. Cái này để anh em nhìn cho kỹ này đó, nhìn thấy không đó, Trần Mạnh đã nhận xét này, hiện đang là một trader hỗ trợ cả nhà tìm hiểu phân tích kỹ thuật khi giao dịch Forex này dưới nick Zalo này. Thì mọi người sẽ thấy nhỉ, em này em vào thôi, em chỉ cần vào thì em hỏi rất là đơn giản ở trên thị trường đây, cho mọi người thấy em vào thấy không, tôi cần hỗ trợ này, có gì đâu, thế là bắt đầu kiếm chuyện không? Chứng nhận ghê nhỉ. Em nói hẳn nhá, cái chứng nhận về quyền sở hữu trí tuệ đấy của em là gì nhỉ? Nó có mã số không? Cái đấy thì cần lên cái cục sở hữu trí tuệ á, đóng cái mã số đấy của vào của em là nó tự nó hiện ra đúng không? Có đúng không? Cần thì phải đấy nhau. Thế đấy thấy không? Bắt đầu này. Thế mình em nói hẳn luôn, nhưng mà em bảo là nhà bây giờ hỗ trợ được thì ấy, còn em còn sẵn sàng em mời nó hẳn lên nhà em để trao đổi tài khoản, em cho hẳn link coi này, live stream này, toàn bộ hết. Thì đây mọi người sẽ thấy một thứ nhỉ, khi mà bất kỳ một ai ở trên thị trường này về kiến thức hoặc là nhận chiến lược hoặc robot hoặc là nhỉ, lâu năm trong nghề hoặc là ngay cả bạn mình nói nó là chuyên gia trong nghề, thì anh cứ nói một thứ nhỉ, cho qua tài khoản. Tài khoản mới là phản ánh được tất cả các giá trị, thấy không? Đấy, chặn em nhé. Bạn chưa thể xong rồi nó lại mở ra đầu nói tiếp, xong rồi em lại mời tiếp nó lên nhà đó, xong em bốt hẳn, nó bảo bốt này vào đây làm cái gì, thì bây giờ bốt vào đây thì em gọi điện, mà có phải em gọi điện lúc đấy cho nó còn không bắt máy không? Em gọi cho nó 2 cuộc điện bằng số điện thoại của em không dám bắt máy đó. Đây, xong rồi bắt đầu tiếp này đó, thì em mới cho anh em thấy là nó lấy cái hình ảnh của em đó. Không, nó vào trong cái comment ở trong YouTube của em này, nó sell cái của nó tiếp vào sell thì bây giờ sâu tài khoản ra sell giờ thì trao đổi tài khoản, nó bảo nó không có trách nhiệm để trao đổi tài khoản. Thì em bảo thích thì mời lên đây cho mình coi cả tài khoản 50 lô. Anh em đến đây coi về khóa học của em có phải coi cả tài khoản em đánh 50 lô chưa? Có. Xin lỗi, em còn đánh còn cả hơn thế. Đó thì em cho mọi người thấy, để mọi người biết là sau này ra mọi người nhận định này.
đó, em bảo thích cho nổi, cho nổi luôn đó đó mọi người thấy. Thì đây là muốn anh em biết một thứ gì nhỉ, ở trên thị trường này để mà gì nhỉ, mọi người sống được ở trên thị trường này, đó chính là nhỉ, kiến thức phải được chứng minh vào trong thực tế. Mới đầu ra không phải là để kiếm tiền, mà mới đầu ra là anh em mình phải hiểu rõ những cái giá trị ở trên thị trường và thấy bản thân những cái người ta hướng dẫn mình, người ta phải trải nghiệm thực tế ở trên thị trường, người ta có trải nghiệm được thực tế thì bản thân anh em mình mới có thể kiếm được ra tiền từ thị trường này, đúng không ạ? Đó, em bốc thẳng luôn này, em đâu có ngại đâu. Đó, mọi người thấy không? Xin em cũng nhắn tin được. Đấy, mọi người thấy không? Rồi, đây là toàn bộ tài khoản. Đánh like đúng không? Rồi, xem này. Đánh like đúng không? Đó. Toàn tài khoản like hết nha. Thì đấy, em chia sẻ mọi người chỉ không biết này, mấy cái này đánh đại hạn này. Không, em đánh tùy thị trường mà em sẽ có những cái điều chỉnh. Thì em chia sẻ với anh em để một thứ là nhờ anh em hiểu rõ vấn đề. Tại sao ở trong đầu tư hoặc rất là nhiều các kênh khác như kênh gì nhỉ? Về chứng khoán, về Forex, về Coin hoặc là về bất động sản, rất là nhiều các cái kênh bây giờ mở ra đầu tư. Mọi người thấy một thứ là nhờ, ai cũng nói là về làm giàu dễ. Nhưng mà mọi người thấy nhỉ? Thật sự ra nhờ, toàn bộ anh em ở đây chỉ có một thứ gì nhỉ? Cứ nghĩ rằng nó đơn giản. Nhưng mà anh Chí và bộ em lâu rồi, anh cũng mới vào đây, thấy em ở đây em phải trả giá nhiều không? Một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng? Em ngủ rất là ít. Hôm qua em kêu em đi ngủ sớm cuối cùng phải 1 giờ đúng không? 1 giờ. Em là gì nhỉ? 1 giờ, 2 giờ là sớm. Còn không á, có những hôm là gì nhỉ? Thị trường nó vẫn là em xuyên suốt tại vì em đánh rất là lớn. Tài khoản mà em đánh ở trên này sâu ra bên ngoài cho mọi người thấy là nhà 1-2 lót. Đây chỉ là tài khoản mini. Để thì nhà để thiên hạ nhìn thấy. Với đánh ở bên ngoài thì nhà chuyên gia Forex gì đâu mà nhà đánh 1-2 lót còn không đánh được. Còn không có cái để mà chứng minh thì lấy giá trị gì ra mà anh em có thể bảo tồn vào trong. Có đúng không ạ? Tầm nhìn của anh em mình không phải là gì nhà ở 500 đô hay tầm nhìn của anh em mình không phải là 1.000 đô mà anh em mình là những nhà đầu tư là gì nhỉ? Đây chỉ là những cái khoảng để mà anh em mình tập luyện, tìm hiểu, đánh giá và để cho bản thân các cái cảm xúc giác quan của bản thân mình trên các cái thị trường đầu tư để mình quen dần các cái trạng thái này. Thì cuối cùng là khi bắt đầu vào thì bắt đầu dần dần mình mới tách biệt được ra khỏi thị trường. Và lúc đấy mình không có sợ một thứ là nhà sợ lỗ. Người ta vào trong thị trường, người ta sợ nhất một thứ là hầu như nhà các trader trên thị trường đều bị một cái cảm giác nhỉ, vào lệnh mà lời thích không. Nhưng mà gì nhỉ, vào một phát mà lỗ cái là gì nhỉ, tán hỏa tâm binh lên. Đấy là gì nhỉ, hầu như những cái cảm xúc đấy trên thị trường là của những người không chơi được. Mọi người nên nhớ rằng nhỉ, khi mà anh em mình hiểu thì mới biết được thế nào là nhỉ, lời nhưng mà lại là lời tạm thời rồi cuối cùng thành nhà cháy tạm. Còn lỗ tạm thời cuối cùng thành ra lời lớn đâu. Chứ không phải là nhà mẹ tao ăn một lệnh chỉ có bao nhiêu, 5 đô, 10 đô. Cuối cùng tao thì chết một lệnh là tao gồng lỗ mà cho miên man. Cuối cùng một lệnh đấy tao chết là nhà toàn bộ là phải 50% tài khoản hoặc là cháy tài khoản. Thì đấy không phải là cấu thành của vấn đề biệt cháy. Ở trên thị trường này không phải là vấn đề nhờ anh ra ngoài anh kiếm được bao nhiêu tiền ở trên thị trường đấy. Vấn đề nhỉ, mình kiếm tiền mình phải có những cái động thái nhỉ, mình khoái tiền trên thị trường và nhỉ, mình phải hiểu rõ bản chất của thị trường nó là gì thì lúc đấy mình mới đánh giá được nhỉ, cái sự rủi ro thị trường là thế nào. Tất cả mọi giá trị của đầu tư là nhỉ, là các giá trị mà bản thân anh em mình phải tính toán được, phải kiểm soát được và trong đó không được để một thứ này nhỉ, các cái yếu tố tác động bên ngoài. Cái thứ hai nữa là các cái yếu tố về tác động, về tâm lý nó tác động vào trong cái sự quyết định của bản thân mình. Và các cái nguồn vốn của bản thân mình, anh em mình trước đó không phải là anh em mình stop loss hay take profit ở đâu thì nó được gọi là nhà quản trị vốn. Mà vấn đề nhà quản trị vốn ngay từ bước ban đầu mình phải đánh giá cái khả năng của mình ở trên cái thị trường đấy mình đã ở vị trí nào. Có nhiều người á, 10 năm ở trong nghề nhưng khả năng của họ xuất phát điểm mới chỉ là con số 1 nhưng họ tưởng rằng họ đang ở con số 99, hoàn toàn khác nhau.
Có đúng không? Đúng không? Đúng không? Không tin thì anh em mình cứ thử trải nghiệm nhìn lại đi. Nhìn lên đầy người rất là lớn tuổi nhưng vẫn không giàu. Có đúng không? Lớn tuổi hơn mình chưa chắc có tiền nhiều bằng mình, nhưng nhìn xuống đầy thằng nó còn trẻ nhá, nó giàu hơn mình không? Có đúng không? Vấn đề trong đầu tư mọi người phải biết rằng này nhỉ, người ta giàu được là nhà người ta phải vận dụng thời cơ, người ta vận dụng được thời cơ, người ta hiểu rồi người ta mới rót vốn vào, người ta mới có tâm lý để mà người ta đi suốt chặng đường. Giữa những cái khoảng thời gian để mà anh em mình điều phối lại trên thị trường và điều phối những cái khối lượng phù hợp vào những cái tài khoản đó là nhỉ, đó là cả một cái thật chuỗi thời gian mà anh em mình phải luyện tập. Bây giờ muốn trải nghiệm để ăn được cả một cây này, hay là nhà để trải nghiệm ăn được cả cây trên này, người ăn được đến đây sẽ khác hẳn người ăn được từ đây đến đây, đúng không? Mà người ăn được chỉ có chút xíu này sẽ khác hẳn, nhưng mà khác hẳn ở chỗ nó còn nữa là nhỉ, nếu mà một chút xíu này từ đây đến đây là một đoạn đường dài, nhưng mà thì nhà chỉ trả giá nhỏ là khối lượng nhỏ, khác hẳn một người chỉ ăn một cái khoảng chút xíu này nhưng khối lượng nó trả lớn khác hẳn đó. Nên nhớ rằng nhờ khối lượng mà anh em mình phải trả giá ở trên thị trường nó sẽ tương xứng với cả số tiền mà anh em phải nhận được về, đồng nghĩa với vấn đề là anh em mình phải chịu mất mát ở trên thị trường. Chính vì thế mới bảo là phải có thời gian trải nghiệm về thị trường, thời gian trải nghiệm về kiến thức và thời gian để mà quen với cả những trạng thái tâm lý trên thị trường. Muốn có được cái đấy thì phải có sao? Toàn bộ anh em học viên đây phải có sự đồng hành của em ở trên thị trường, cũng như phải thấy em giao dịch trực tiếp ở trên thị trường này. Chứ bây giờ không thấy em làm ở trên thị trường, không thấy em trải nghiệm ở trên thị trường, không thấy em giao dịch thì làm sao anh em biết vận dụng? Mà anh em lấy cái giá trị gì ra để mà tin? Hôm đầu tiên anh mới coi qua em thôi thì có phải là nhỉ? Anh sẽ không tin bằng hôm nay không? Rồi cái hôm mà ngồi cà phê để trao đổi nhau cũng làm sao tin được bằng hôm nay? Tất cả mọi thứ nó phải có nấc thang để mà anh em đi lên chứ. Có đúng không? Mới đầu em qua gặp anh em cũng để tò mò thôi. Có đúng không? Rồi bây giờ tin hơn ngày trước không? Tất cả đều có sự xây dựng. Thế nên em mới bảo nhỉ? Trong tất cả những anh em mới đi nêm ở trên thị trường này, thời gian đầu tuyệt đối không được tin em, không được tin thật. Mà gì nhỉ, toàn bộ những giá trị em muốn mọi người tin em phải chứng minh với anh, người anh toàn bộ. Không chứng minh được thì đừng hòng mà anh em tin, cứ như vậy mình làm cho em. Thứ nhất là nhờ chứng minh bằng gì? Bằng chơi trực tiếp này nè. Thứ hai, anh em ở nhà giải cái tên coi live stream của em trực tiếp, đúng không? Thứ ba là nhờ khi mà anh em mình giống như tin NF vừa qua em đánh thế nhà đâu, những cái buổi mà anh em ở trong Sài Gòn nhá thì được một cái lợi rất là lớn ở nhà. Những cái team lớn này em hay bắt anh em ngồi lại tập trung theo dõi em chơi. Tại sao mà em không dám cho anh em này nhờ, cho dù cả anh em cũ hay cả anh em mới lên ngồi chơi với em là tuyệt đối không được cầm tài khoản đánh, mà thì nhờ phải thấy em đánh. Bởi vì trách nhiệm của mọi người không phải là nhờ lên để mà kiếm vài ba đô trên cái lệnh của em đưa, mà thì nhờ trách nhiệm của mọi người lên là đình để quan sát em giao dịch trực tiếp ở trên này này. Thứ nhất là xem tâm lý của em như thế nào. Thứ hai là coi những cái phân tích của em ở trên thị trường như thế nào. Thứ ba là coi những cái kỹ năng của em giao dịch ở trên thị trường mà coi. Thứ tư nữa là coi cái kết quả này, có đúng không? Chứ không phải là lên đây để ngồi me kiếm 5 đô hay 10 đô. Giá trị 5 đô, 10 đô đấy cộng lại nó không bằng một khóa học. Khóa học của em mắc tiền lắm em, chứ không phải rẻ. Mà muốn học em là em ưng em mới dạy, chứ không phải là mẹ cứ mang tiền đến là em dạy. Cái này là em nói trước, có đúng không ạ? Thế nên là nhờ anh em chỉ có một trách nhiệm là nhờ anh em lên theo dõi và rút kinh nghiệm về nhà luyện tập. Không có một ai ở trên thị trường này đòi rằng nhờ tao hiểu được những cái biến động ở trên thị trường này mà vài ba bữa. Sắp sửa đến giai đoạn mà mọi người sẽ thấy em thông báo trên thị trường là toàn bộ học viên rút tiền ra khỏi thị trường. Đây là những giá trị mà em đã trả giá bằng tiền mặt ở trên thị trường để
để hướng dẫn, để đồng hành với cả từng anh em một, từng giai đoạn một ở trên thị trường. Thì dần dần anh em phải có thời gian để trải nghiệm, bắt đầu mới hiểu được cái điều này. Chứ anh em đâu phải là nhỉ, cứ thế ngày nào cũng 5 đô, 3 đô trên thị trường, 5 đô, 3 đô đấy thì thà cầm sấp vé số đi bán. Thà anh em mình đi làm bốc vác đi, thì tiền nó ra như vậy. Nhà đầu tư là gì nhỉ? Một lần để tao rót vốn, tao kiếm được một khoản tiền để đủ xài 10 năm chứ không phải là nhỉ? Mẹ 10 năm đấy tao kèo còm cõi là tao đi kiếm tiền. Mọi người nên nhớ nhỉ? Em nhắc lại cái điều này này. Cái người nghèo ở trên thị trường là cái người rất là yêu tiền. Còn người giàu là người không yêu tiền. Nhưng người nghèo là cái người chê bai cơ hội. Không tin á, mọi người ngồi với cả họ và cả bà con, cứ đưa cho họ bất kỳ một điều gì ra thì điều đầu tiên họ là phản bác nó. Không cần biết nó thế nào hết, là phản bác nó, nói nó là đéo làm được. Nhưng mà nhờ thằng giàu, anh đưa cho nó cơ hội một phát thì điều đầu tiên anh sẽ thấy nó có một giá trị, nó trả lời cho anh. Nó ngồi suy nghĩ xem cái đấy nó có nên đầu tư hay là không. Chứ không phải ra là nhỉ, mẹ tao béo biết tao cũng phản bác. Cũng giống như anh đi ra ngoài đường ngồi coi mang ba cái thằng nhìn rẻ rách ở ngoài đường ngồi nói chuyện toàn là chủ tịch hội đồng quản trị của các tập đoàn phê phán. Bản thân mày được như vậy không, mà mày phê phán người ta. Còn cái người giàu ấy là người ta không yêu tiền nhưng người ta yêu cơ hội. Cơ hội cho người ta đẻ ra nhiều tiền. Thì vậy thì người giàu yêu tiền hay người nghèo yêu tiền? Người giàu mới là người yêu tiền. Chỉ có cơ hội để mình vận dụng những khoản tiền mình có ít này để sinh ra lợi nhuận một cách nhanh chóng, thì đấy mới là nhà giá trị để cho mình nhìn nhận. Còn cái người nghèo ấy, đến lúc bắt đầu thấy người ta làm định hình được thì bắt đầu cũng lao vào đấy, được gọi là nhà bày đặt, nó học trường giả đấy. Thì mọi người sẽ thấy mọi thứ nhà mất tiền vô tội vạ. Tại vì đâu có đánh giá được các cái mặt trái và mặt phải trong cuộc sống hoặc trên thị trường đầu tư hoặc là bất kỳ một giá trị nào trước khi mà anh em đặt lệnh vào đây trên thị trường. Đều có cái đúng và cái sai có đúng không? Cái tốt và cái xấu. Trong chính bản thân con người em cũng có cái tốt và cái xấu. Chính bản thân anh em ở đây cũng thế. Đừng có nói là nhà ai cũng là tốt hết. Chắc chẳng có ai thánh thiện hết, mà cũng chẳng ai không người mình nhà không phải là người tử tế. Trong bất kỳ một con người nào đều có những nhân tố tốt và xấu hết. Nhưng quan trọng rằng là mình có làm ảnh hưởng đến nhau hay là không. Thế nên mới khuyên mọi người là nhờ hãy tập đi chậm lại, giữ lại được những giá trị mình đã có. Thì khi mà khoảng thời gian anh em mình trải qua này rồi, anh em mình sẽ nhận biết được. Không tin anh em đi vội một tí xíu thôi. Việc đầu tiên ảnh hưởng ở trên thị trường chính là gì nhỉ? Ảnh hưởng vào nguồn vốn trực tiếp của bản thân mình trên thị trường. Khi mà chúng ta đã ảnh hưởng vào nguồn vốn trực tiếp của chúng ta quá nhiều rồi, đến 30-40% rồi, thì lúc đấy ta gọi là vào một giai đoạn mất kiểm soát ở trên thị trường. Mà khi đã vào một cái giai đoạn mà mất kiểm soát ở trên thị trường thì chúng ta trở thành con bạc chứ không phải nhà đầu tư. Mà khi vào đến đấy rồi thì có phải sẽ tình nhà ảnh hưởng đến công việc của mình không? Khi mà ảnh hưởng đến công việc của bản thân mình rồi phải ảnh hưởng đến gia đình không? Bắt đầu nợ nần mà mày mà gãy rồi là khỏi nóc lên. Có đúng không? Thế nên em mới nhắc đi nhắc lại nhỉ, ai cho mình cơ hội thì người đó sẽ cướp đi cơ hội của cuộc đời mình. Ai cho mình tình cảm, kẻ đó sẽ coi như là sẽ làm cho mình sất bất sang bang về cái thứ tình cảm. Chính vì thế mình phải làm chủ tất cả mọi thứ. Để khi mà xảy ra thì mình phải lường trước được không? Toàn bộ các giá trị trong đầu tư giữa thì nhà đầu tư cơ hội và đầu tư là hoàn toàn khác nhau. Đầu tư giá trị cơ hội là thì nhà anh có thể loại bỏ cơ hội này không làm được. Còn đầu tư về dài hạn các thứ là thì nhà là anh đã tính toán và kiểm soát được rồi. Lúc đấy mình mới điều chỉnh trong đó để mình làm. Thế nên mình khuyên anh em này nhà tất cả trên thị trường này anh em mình là những người mới, hãy dành cho nó một khoảng thời gian để anh em trải nghiệm tìm hiểu về kiến thức, trải nghiệm về thị trường, về bản thân, để xem khả năng của mình đến đâu. Sau đó có một thứ duy nhất cho anh em, một thứ là nhỉ, tập luyện và tập luyện
và thì hàng ngày chỉ có tập luyện thì nó mới trả lại cho anh em mình nhiều thứ để anh em mình có thể hiểu được trên thực tế giao dịch forex này. Còn không lao vào ngay là sẽ chết. Toàn bộ học viên đến với cả em chỉ khuyên một thứ, phải giữ được công việc của mình. Còn không giữ thì đừng có nói với em này nhỉ, kiếm được một đô trên thị trường hôm nay anh có phải xài tiền không, mai có phải xài tiền không, mà đây là thời gian để anh trải nghiệm học hỏi thì lấy giá trị gì ra để anh có thể vươn trải cuộc sống. Anh nên nhớ là nhà đầu tư á, nguồn vốn càng nhiều thì áo giáp càng mạnh, nguồn vốn càng nhiều thì mũi thương càng nhọn, mà khi á, tiền của anh em càng tiêu hao đi thì xin lỗi, áo giáp mỏng đi không, thương cùn đi không, thì có nghĩa là sự tự tin và quyết đoán của anh em trên thị trường đéo còn được. Có đúng không? Muốn có gái đẹp, tiền nhiều thì tự tin, có đúng không? Muốn có cuộc sống êm ấm, nhà lớn, tiền nhiều, công việc ổn định. Người ta nói là công việc ổn định chứ không phải là nhà ổn định nghèo chứ. Ổn định nghèo là chấp nhận cuộc sống. Nhưng người nhà mình phải biết là nhà năng lực của mình ở chỗ nào để mà mình biết là mình nên giữ ổn định nghèo đấy hay là mình bứt phá. Chứ không phải là nhà anh em mình cứ ngồi đấy để anh em mình nói là cái nhà bứt phá là chết hay không chết. Bản thân anh em mình phải đánh giá được cái giá trị đấy. Rồi khi đến tìm hiểu bất kỳ một nơi nào về đầu tư hay các thứ, anh em mình phải đánh giá được cái tầm nhìn của cái người hướng dẫn cho mình. Em chỉ khuyên mọi người một thứ thôi nhỉ, để mà em làm được ra những cái giá trị như ngày hôm nay và những cái tài khoản lớn em cho anh chị em coi trực tiếp như vậy, thì em chỉ khuyên mọi người một thứ thôi nhỉ. Mọi người đến học em, nếu mà chưa đến học em là một khoảng sai như này, là mọi người phải mây mò tìm hiểu không? Nhưng đến học em chỉ rút được lại cái này, còn lại phần còn lại này anh em sẽ phải tự mây mò, trong đó là nhỉ, những cái trải nghiệm ở trên thị trường sẽ cùng với em nha, và cùng với cả những anh em phụ trên thị trường để mà làm sao cái giai đoạn này của anh em phải tự hiểu rút lại, cấm được phụ thuộc vào em. Rồi sau này khi mà ra nhìn lệnh của em ở trên thị trường ở trên này thì em cũng khuyên thật mọi người, nếu mà không hiểu, không được sử dụng lệnh này để mà kiếm tiền, anh bỏ tiền ra mấy chục củ học em, toàn bộ anh em đây cũng học em mấy chục củ, anh em học em là học để ra có thể sống được với cả nghề, chứ không phải là nhỉ, học xong để mà lên đây để mà nhận ba cái thứ này, học này thì đéo học về. Em khẳng định luôn, xác định như thế nhỉ, học xong là gì nhỉ, phải ra để mà làm sao tìm hiểu để mà có thể sống được, chơi được, hiểu được, chứ không phải học xong ra hàng ngày là ngồi chờ nhận ba cái chiến lược này ra để đánh cái thì có biết xử lý thì đúng không? Tại sao mà em giao dịch em điều tiết ở trên đấy được? Bởi vì cái này có phải do anh đưa ra, cũng giống như anh biết lái xe, anh lái xe quen rồi, có phải đường đèo thôi anh quen không, nhất là đường đèo về chỗ phía nhà anh thì anh quen anh mới đi được chứ. Bây giờ đưa anh qua đường đèo mới, anh làm sao mà dám chạy, cho dù anh có là tài cứng đi chăng nữa, có đúng không ạ? Cái gì phải cũng phải là quen. Phương pháp không phải là thứ ban đầu để cho anh em mình kiếm tìm được ra giá trị đâu, mà thứ ban đầu để anh em kiếm tìm được ra giá trị đó là nhỉ, chính là phương pháp, đó là tập luyện, biến nó thành các kỹ năng phản xạ trên thị trường. Mà như vậy hàng ngày mọi người không hiểu hỏi em, nhưng mọi người phải biết rằng này, hàng ngày clip mà mọi người không hiểu ấy, mọi người ghi ra xong làm sao tự trả lời được, trả lời rút ngắn lại trong một tuần đấy xem là nhỉ, có giải quyết được không, còn lại cái gì hãy hỏi em. Hỏi làm sao á, một lần hai lần em vẫn trả lời được, nhưng lần thứ ba em sẽ không trả lời em được. Tại vì biết tại sao cuối cùng mọi người không tin vào người đấy, cứ một vấn đề mình sẽ dập đi dập lại, nhưng mà mình không chịu tự mở cái cánh cửa thì ra, đúng không? Và mọi vấp ngã trên thị trường, tại sao phải có thời gian trải nghiệm về kiến thức, phải có thời gian trải nghiệm về thị trường, phải tại sao phải có thời gian trải nghiệm về tâm lý để cuối cùng quản trị được các nguồn vốn ở trên thị trường. Em nói hẳn, để mà anh em mình có những sự vấp ngã trên thị trường, và sau đó anh em mình định hình nhìn lại xem sự vấp ngã có lặp đi lặp lại hay là
để mà anh em mình loại bỏ nó. Ok chưa? Bước xuống nhà. Có đúng không ạ? Thế nên thì nhà anh em cần phải nhìn nhận đánh giá lại cái điều này. Thế nên khi mà vào trong thị trường nào đó không được ném tiền vào. Ai mà dụ anh em đánh mở tài khoản ra ngay, học 2-3 ngày ra ngay thì anh em nên nhớ là nhỉ, chẳng có cái vụ gì ăn sổi ở thì mà ra tiền. Giá trị đầu tư là cần cả phần thời gian để anh em cùng nhau đi. Ok chưa? Em thì khuyên mọi người như vậy. Tất cả những giá trị ở trên này, kiến thức, có một thứ em sẽ dành cho mọi người khác hẳn những lần mà toàn bộ kiến thức em dạy cho toàn bộ anh em ở đây là em sẽ giao dịch trực tiếp hết. Trong thời gian tới có anh Linh và khi vào đây học, nếu mà anh em dạy có thể ngồi với em chơi từ sáng đến tối, cứ sáng học tối về. Okay, nha. Nhưng mà thì em cũng nói trước luôn là trong thời gian này anh em mình trải nghiệm cùng với nhau trên thị trường, em muốn là tất cả anh em nhận định là phải có những cái thì hỏi em một hai lần, phải tự nhận định ra, ghi ra những giống như em này, những cái nào ghi ra xong làm sao tự giải quyết một lần cũng là cái của em nha. Chứ không có lén ra mở tài khoản, tuyệt đối không lén mở tài khoản like đánh nha. Ở trong hội mình có một thứ nhỉ, nhìn em đánh like thích không? Nhìn em kiếm tiền mê không? Nhìn anh em khác mê không? Giống như ông anh Tú hôm qua kiếm 1.500.000 đó. Rồi anh em khác nó sâu lên để mọi người thấy mê không? Mọi người đừng này, để mà họ trả giá được những cái đó là họ phải mất cả khoảng thời gian trước. Anh em toàn là những người newbie ở trên thị trường. Có anh Linh này, anh Việt, anh Văn, anh Hùng, anh Hoàng là những người mới trên thị trường. Còn đây là anh Chí và anh Đông là những người cũng hơi cũ tí, nhưng mà thực ra anh em đều là những người mới hết. Hãy nhìn em này, em không phải 10 năm trên thị trường, em chỉ có mấy năm trên thị trường, em chẳng phải là chuyên gia forex, nhưng em dám chứng minh cái điều này. Thì tất cả những gì mà em chia sẻ cho mọi người đây, mọi người có thể nghe lại trên website của em để mọi người biết, mọi người đi chậm lại. Ok chưa ạ? Nha. Đó, thì mong muốn em chia sẻ này để anh em định hình và định nhận không có lao vào trong thị trường cách nhanh chóng. Mà mọi người nên nhớ thì nhờ, mọi người muốn quyết định để mà thì nhờ, tìm hiểu được thị trường này như thế nào ấy, thì mọi người phải nhớ cho em một thứ là nhờ, không phải em là người quyết định cho mọi người. Mọi phương pháp, nhớ kỹ một thứ nhé, mọi phương pháp sai là do từng trader đấy sẽ sai ở trên. Tại vì mỗi người sẽ có những cái sai lầm khác nhau trên thị trường. Rồi mọi người phải tự cân nhắc được bản thân mình xem rằng có gì nhỉ. Mọi người sẽ phải tự cân nhắc được giá trị của bản thân mình trên thị trường, xem mình có đủ năng lực hay không để mở tài khoản. Đừng bao giờ hỏi em là gì nhỉ, thầy ơi em có đủ gì nhỉ, em giờ ra mở được tài khoản chưa. Những người hỏi em như thế là những người còn chưa đánh được. Nên nhớ rằng nhỉ, hãy tập từ tài khoản 20 đô làm sao đánh được lên 1.000 đô. Nhưng trước khi đánh được lên 1.000 đô, hãy tập giữ 20 đô đấy trong vòng 6 tháng. Chứ không phải là tập kiếm tiền nhé. Người nào bước vào trong thị trường đầu tư trước thì người đó mà bước vào trong thị trường đầu tư sớm mà kiếm được ra tiền, người đó bán cả gia sản. Người nào bước vào trong thị trường đầu tư sớm bị mất tiền mà nhìn mà định hình được lại, người đó mới tồn tại ở trên thị trường. Nhớ kỹ trang điều này. Ok chưa ạ?